Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Tôi đang có mặt ở trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa. Gần nửa năm tôi lại quay về đây và tôi sẽ vào trong bên trong kia để chia sẻ đến các bạn hình ảnh mới nhất về giàn lan của thầy Toàn cũng như là các bạn học sinh ở trong trường. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết ngày cuối đông nhưng mà lại rất là tuyệt vời, không khí cực kỳ là mát mẻ, dễ chịu, ủng hộ cho anh em chúng tôi tác nghiệp. Hôm nay thì anh Vũ Tuấn Anh có đưa tôi đi thăm lại thành phố Thanh Hóa và ghé vườn lan của thầy trò trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú. Đấy, ngay từ cổng vào chúng ta sẽ thấy được hai bên đường là cái hàng cây cau rất là đẹp. Và phía xa xa ở kia là cái giàn lan hôm trước đấy các bạn. Hôm nay thì những cái cây lan đấy là cũng bắt đầu thắt ngọn hoặc là đã thắt ngọn để chuẩn bị xuống lá và đang xuống lá. Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ngày hôm qua thì ở trong trường có tổ chức phiên chợ vùng cao, lễ hội trò chơi. Và tôi cũng có may mắn là buổi tối hôm qua tôi cũng có gặp gỡ giao lưu. Nhưng mà rất là tiếc là buổi chiều hôm qua thì mình bị hỏng xe nên là không đến kịp được. Ở kia là thầy Toàn đang chia sẻ những cái hình ảnh đẹp nhất và mới nhất với anh Vũ Tuấn Anh. Cái này ở Đắk Lắk hả anh? Vâng, ở bên Mỹ Thuật ạ. Người bạn từ nhỏ trong gia đình định cư vào đó. Rồi bạn đã chơi lan lâu lâu. Cái này nở là đến Tết luôn đấy. Chơi từ bây giờ đến Tết luôn đấy anh. Còn ở đằng sau là một cái chậu ngọc trai đen đúng không ạ? Cái này 2 năm trước nó có giá lắm đấy anh. Ngọc trai đen không? 2 năm trước em nghe nói anh Kiệm anh ấy mua một khúc dài chừng này này. Đây này. 1 triệu một khúc cỡ này này. Rưỡi đấy. Mới không, em nói một khúc này 1 triệu này, anh Kiệm ấy. Bây giờ cái chậu, ui dồi ôi, cái chậu này. Các bạn, nó to bằng cổ tay. Cái này chắc là phải phi 34 ấy nhỉ. Hơn 34. Cái này là, anh có tính ươm kỳ không hả anh Toàn? Em xong xong hoa thì ra xuân em lại cắt. Dạ. Theo cách hướng dẫn của anh trên kênh Hoa Lan đấy. Cái này bây giờ nhá, bây giờ như này này, anh cắt này, pặc này, pặc ra xong bắt đầu anh lấy cái nha đam ấy. Dạ, anh bôi vào để cho nó rít lại cái vết thương và cho nó từ từ nó khô đi, khỏi phải bôi keo liền sẹo anh ạ. Sau đó mình đặt vào trong một cái khay dớn vụn hoặc vỏ thông vụn, rồi mình cứ để đấy là nó lên thôi. Cát từ đây ra các bạn ạ. Anh ơi, những cái tác phẩm lũa này xem nhìn quen thế nhỉ? Vâng. Cái này là tức là lấy chỗ bạn Hoàng Huân đấy. À, chỗ chị Huân ạ. Dạ. Còn kia là ở bạn của bạn Đức Luận Trịnh ở Vĩnh Lộc. Dạ. Chế được những cái tác phẩm như thế này nó rất là nghệ thuật. Ở đây là những cái chậu năm cành trắng họng hồng các bạn ạ, đang nở hoa đây. Cái này anh mới sang chậu đúng không anh? Này là chơi được thêm khoảng tầm gần 1 tháng nữa, gần đến Tết là hết. Vậy cái khay này sắp tới anh tính là sẽ đưa cái gì lên ạ anh? Hay cứ để trưng thôi ạ? À? Cứ để trưng, khi nào có hoa thì mang ra trưng thôi, chứ không trồng cái gì cố định ở đây cả. Dạ. Như anh Vũ đợt vừa rồi anh ấy làm 2 tác phẩm, trồng lên 2 cái chậu giá Hòa Bình ấy anh. À. Cái kiểu mà để thân đứng như vậy này, đây này. Thân đứng như ở trong này, đó. Sau đặt thẳng đứng lên, nhìn rực rỡ lắm.
Thật sự là quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Cái giàn lan này ngày hôm nay thì đang xuống lá và chuẩn bị sắp tới thì tha hồ hoa luôn. Ở phía bên ngoài là hiện nay anh Toàn đã bỏ bớt một ít lưới. Hãy gác nó ra để cho nó nhiều nắng hơn, cây nó nhiều nắng hơn đấy các bạn. Như các bạn thấy ở phía sau ở đằng kia là cây đa. Và tít tận đằng kia là cây cây gì mà đang có quả kia tôi cũng chưa không biết được nữa. Cao lắm các bạn ạ. Phía kia cũng có một cái vườn. Thì chút nữa tôi sẽ đi sang đằng góc bên kia, tôi chia sẻ đến các bạn cái hình ảnh ở trong cái giàn đấy. Ở đây các bạn sẽ thấy là có một cái tác phẩm cáo trồng ở trong chậu. Đẹp lắm các bạn ạ. Cao quá tôi không quay được rõ lắm. Bên cạnh đấy là một cái giò kiều tím của Thanh Hóa. Sang bên một chút là một tác phẩm quế. Một cái giò quế mà nó mỗi một cọng nó dài từ 40 cho đến 80 cm. Ở phía bên cạnh là một cái cây cau. Hai cây cau. Anh Toàn cùng với các bạn là đã ghép cau ở lên ghép lan lên trên cái cây cau này. Và như các bạn thấy ở đây thì cái bộ rễ của những cái cây lan nó bám lên cây cau rất là tốt. Đấy, cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Chỗ này tôi thấy là lấy một cái sợi dây buộc vào cái khóm lan này. Và thế là nó bám lên thôi. Ở trong giàn lan này thì đi góc nào cũng cảm thấy có mùi thơm các bạn ạ. Thoang thoảng hương. Đặc biệt là đây, hương đai châu, rất là dễ chịu. Chỗ này như cây đa đây các bạn, cây đa to lắm. Cây đa này chắc mà nếu mà ôm thì phải 5 người ôm mới hết được cái gốc cây đa này. Khu vực phía đằng này là những cái chậu cát lay da. Chỗ này là che một lớp lưới các bạn ạ. Và ở đây là giữa cái khe như cái giếng trời ấy. Chỗ này chỉ có nắng trực tiếp vào buổi trưa thôi. Còn lại là sáng chiều là không có nắng. Thực sự thì đây là một cái khuôn viên trường mà tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Rất là đẹp, thoáng mát, sạch sẽ, gọn gàng. Như các bạn thấy ở đây thì những cái chậu lan được treo ngay hàng thẳng lối và rất là đều. Ngay ngắn, sạch sẽ. Ở phía bên trong đặc biệt là cái sự ấn tượng những cây quế. Toàn bộ đây là quế hết các bạn ạ. Nếu mà mình được ngắm trực tiếp các bạn sẽ thấy được là những cây quế này thực sự rất đẳng cấp. Bản lá rộng, cây nó dài khoảng tầm 70 cm. Và một mẹ đẻ 3 con, 4 con. Ở đây có một cái giò quế siêu khủng. Dài 1 mét, khoảng 1 mét 3. Khoảng tầm 5-60 cọng đấy các bạn. 5-60 cây ở trong một giò. Còn cái giò này thì nó dài khoảng tầm 1 mét. Cây dài khoảng 1 mét. Ở đây thì một mẹ đẻ mấy con luôn các bạn. Như một cái khu rừng nguyên sinh luôn. Thật sự là tuyệt vời. Như các bạn thấy ở đây thì những cái giò lan để ở dưới đất được vệ sinh bằng vôi. Và những cây quế này thì được ghép ở trên một cái cục gỗ lũa. Và được đổ bê tông cái chân. Để dưới gốc cây đấy các bạn ạ.
kẹp ở giữa một cái khe của hai cái chạc cây đa là một giò kiếm. Giò này chắc là kiếm lô hội. Không khác gì ở trong rừng các bạn ạ. Ở đây là một cái trụ của cây sóc ta. Do là ở bên dưới cái tán cây đa đây các bạn, ngay sát gốc luôn. Cho nên là tôi nghĩ là cây này đang thiếu nắng. Và chính vì thiếu nắng nên là cái lá này, lá nó không được thẳng ra, nó không được xòe ra mà nó cụp cụp lại, nó cong xuống như vậy. Đây là dấu hiệu của thiếu nắng các bạn nhé. Cây này nó cũng không ăn nhiều nắng đâu, nhưng mà như này là thiếu nắng quá. Cây này nó chỉ mình chỉ để ở dưới một lớp lưới hoặc là dưới một lớp lưới, nhưng mà phải che đi nhiều nắng, che đi 70% nắng mới được. Còn ở góc này thì những cái cây quế này là vừa đủ nắng nên cây rất là đẹp, để ở dưới một lớp lưới. Ở đây có một cái bụi siêu khủng, siêu to khổng lồ luôn. Như đợt vừa rồi khi mà tôi có ghé trong vườn của anh, vườn của các thầy, của thầy trò trường mình ấy, thì những cái bụi quế này nó đang nở hoa thơm ngào ngạt luôn các bạn ạ. Ở giữa một cái hồ đây này có một cái gốc cây, cây xanh. Chỗ này tạo tiểu khí hậu cho cây lan rất là tốt đấy các bạn. Như tôi thấy là những cái cây lan ở trong này này, nó hơi còi hơn so với những cây lan bên ngoài. Điều đó chứng tỏ là những cái cây lan bên ngoài ấy, nó ăn được nhiều nắng hơn, cho nên là nó mập hơn, khủng hơn. Sắp tới nếu mà tất cả những cái cây này nó đều ra hoa hết thì các bạn thử tưởng tượng xem là nó đẹp rực rỡ long lanh cỡ nào ạ. Khu vực bên ngoài đây là toàn là những cái cây thân thủ phi phàm. Vì là cái dàn này hơi cao một chút cho nên là tôi không có thể nào mà leo lên trên để chia sẻ các bạn cái góc nhìn nó cận được. Thôi thì mình ngắm từ xa cũng được. Như tôi thấy ở chỗ kia là những cái tác phẩm được trồng ở trên những cục gỗ và lũa. Bên cạnh đấy thì có rất là nhiều những cái cục phân dê được nhồi trong túi lưới và quấn ở xung quanh để tạo độ ẩm cũng như là cung cấp một chút cái chất mùn phân cho cây. Nhìn những cái cây này nó ăn nắng được nhiều ấy các bạn. Nhìn cây nó có vẻ cứng cáp và nó mạnh mẽ lắm các bạn ạ. Và nếu mà nhiều nắng như thế này thì sắp tới nó sẽ ra hoa, sẽ rất là đều và được nhiều hoa. Wow. Đây này các bạn này. Toàn là to bằng ngón tay cái. Toàn cỡ ngón tay cái, thì các bạn cứ tưởng tượng đi, tất cả những cái chỗ này toàn cỡ ngón tay cái trở lên không à. À, phía trước mặt chúng ta là một tác phẩm tam bảo sắc rất là dài các bạn ạ. Ở đây thì tôi thấy là nó dài khoảng tầm hơn 1 mét đấy, và có thể là một mẹ nó ra được. Đây là một khóm hả anh Toàn? Một khóm. Xem nào, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, khoảng đâu tầm 25 ngọn mà lại từ một khóm. Thì ở từ dưới này lên là nó khoảng tầm 1m6, 1m7. Rất là dài. Xanh mướt luôn các bạn ạ. Cái này thì anh Toàn ơi, cái này là mình trồng được lâu chưa? Và cái cơ duyên gì để mình có được một cái tác phẩm như này hả anh? Cái này thì từ những ngày đầu tiên khi làm dàn thì đã có cái giò này. Bởi vì là đây là cái giò kỷ niệm của một người cháu ở Quan Hóa, ở quê của mình ấy. Dạ. Tên trên Facebook là Linh Lê. Dạ vâng. Có kỷ niệm cho cậu khi về trường. Và đến giờ thì cái giá thể nó đã cơ bản nó đã mục rồi.
sang năm phải ghép vào một cái giá thể mới. Đây chắc là một cái giá thể nó phải sạch như này anh nhỉ. Đây này. Sạch và cứng như thế này. Cái kia ngày trước chắc là nó ở trên một cái cục gỗ tự nhiên phải không anh? Khúc cây. Rồi bây giờ nó cũng mục. Nghĩa là lúc đấy là cái khúc cây đấy là cây nguyên ở trên rừng ấy. Nguyên trên rừng. À cây như này này. Đây các bạn. Một cái khúc cây như này. Thì sau một thời gian cây nó mục đi. Cái đấy thay giá thể thật ra dễ mà, chỉ cần kiếm một cái cục lũa sao dài là được. Cái đấy nhiều hoa không anh? Cây kia cả. Vòi hoa thì tuyệt vời. Một lần nó ra được khoảng bao nhiêu vòi hả anh? Đã phải đến 20-25 vòi, thậm chí hơn đấy ạ. Wow. Mỗi buổi sáng mà mở cửa ở trong phòng ra thì hương thơm nó ùa vào. Dạ. Thật tuyệt vời. Và những khi nào mà mình công việc nó áp lực, nó mệt mỏi thì xuống đây ngồi ngắm một chút là cũng thấy nhẹ nhõm, thư thái ở trong lòng. Ở đây em thấy có một cái cây này như cây quế ạ. Vâng, đây này. Cây quế nhăn. Trước đây là nhăn ấy, bây giờ có lẽ nó không được ăn nắng cho nên là... Cây này em thấy nó đẳng cấp thật, vì là lá nó rất là to. Không rụng một cái lá chân nào các bạn, từ ngọn đến gốc, từ gốc đến ngọn. Ở đây là... Đây một mẹ đẻ đâu 2, 4, 5 con ạ. Phụ huynh huyện Bát Thước. Dạ. Kỷ niệm cho nhà trường. Sau đó mình còn những cái tác phẩm như này là mình về đây mình mới trồng lại hả anh? Cái này này. Vâng, cái này thì về đây thì trồng lại. Cái lũa này lũa gì đây anh? Lũa cây song xanh. Song xanh nó rất hợp với quế và tam bảo sắc. Dạ. Ở đây thì bây giờ hiện tại mình vẫn cứ tưới có một lần một ngày thôi đúng không ạ? Vâng, một lần một ngày thôi. Ngày hè thì 2 lần, 3 lần. Hiện nay đã xong hệ thống tưới tự động nên là cũng đã nhàn hơn. Ôi đằng này những cái cây quế đẹp quá các bạn ạ. Cái bộ rễ này. Cái này là cũng là cây quế luôn ạ. Gỗ lũa thì nhiều loại. Dạ. Kể cả gỗ lim cũng có. Rồi song xanh. Trước khi mình trồng lên như những cái này này. Mình đang treo ở đây để làm gì vậy hả anh Toàn? Cái này thì trước kia do chuyển vùng thì bị sốc. Dạ. Thay đổi môi trường thì cây có biểu hiện bị bệnh. Chuyển về đúng đợt bão và hiện nay đang phải tháo ra để xử lý xong rồi sau mới ghép lại. Bây giờ nếu mà anh trồng lên một cục lũa thì cái cục lũa đấy trước khi mình trồng thì mình có xử lý gì cục lũa không hả anh? Ở đây thì cũng xử lý đơn giản thôi ạ, tức là dùng cái bàn chải đánh thật sạch, đánh thật sạch đi rồi ngâm xuống nước độ khoảng vài ngày sau no nước rồi lại đưa lên đánh sạch một lần nữa. Dạ. Rồi đem lên ghép thôi. À, cũng không phải phun hóa chất gì cả. Thì đúng rồi, cơ bản là như vậy. Nhưng về một cái bí quyết là một chữ sạch. Dạ, vâng. Càng sạch vâng, càng tốt. Vâng. Dạ. Nhưng mà ý là mình ngâm xong là mình lại phải rửa lại. Dạ. Chứ không có là nó có một cái lớp nhớt nhớt ở trên cái cục lũa đúng không anh? À, cũng khoan thêm một số lỗ để cho giữ ẩm trong cái lũa luôn. Dạ vâng. Bây giờ thì tôi đang nhờ anh Toàn, hiệu trưởng trường dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, đưa một cái tác phẩm mà anh Toàn cảm thấy là ưng ý để chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái kỹ thuật trồng cũng như là chăm sóc. Cái mốc này dài khoảng tầm 2,5 mét các bạn ạ. Đây là những cái trụ gỗ lũa được thiết kế rất là đẹp và sạch, rất là nghệ thuật. Đấy. Anh ơi, anh cho em mượn cái móc đi. Đây em chia sẻ đến quý vị khán giả cái này. Cái này như kiểu cái móc quần áo ấy anh nhỉ? Anh em chế... Cái này bằng ống nước các bạn ạ. Rất là nặng. Ở đây thì... cái cây này là cây gì vậy hả anh Toàn? Đây là thu điệp ạ. Thu điệp là gốc bản địa Quan Hóa. Trồng được cũng hơn 2 năm. Quan Hóa là một huyện của tỉnh Thanh Hóa đúng không anh? Quan Hóa thì ở huyện Quan Hóa thì có cái độ che phủ rừng đạt đến 90%. Cái thứ hai là có rất nhiều cái khu bảo tồn thiên nhiên như là Phù Hu, Phù Luông. Và tại những khu bảo tồn này thì có rất nhiều cái giống đặc hữu và nó có kiểu hình vượt trội, đẹp về thân lá và kể cả mặt bông. Tuy nhiên thì mình vẫn quan điểm thích dòng thân lá hơn. Dạ, như vậy đây là một trong những cái dòng thân lá mà cái thân thủ nó tốt, lá đẹp. Cái thứ hai là nó cũng không cứ để thòng tự nhiên và cây rất là cứng khỏe.
không đây em cảm thấy là anh trồng là rất là hay ở chỗ này. Đây thưa các bạn nhé, nếu mình đứng từ xa mình sẽ thấy này, cây nó được thòng xuống, không có buộc lên nhưng mà lại không bị gãy gốc, không bị gập gốc. Đó, cái hay là hay ở chỗ đấy. Đặc biệt là cái gốc và cái phần bên trên là to ngang ngang nhau, chứ nó không phải cái kiểu như là gốc thì rất là nhỏ nhưng mà ngọn thì rất là bự. Ở đây là trồng trong một cái chậu đất. Anh trồng cái chậu này được lâu chưa anh? Cũng hơn 2 năm rồi. Dạ. Hơn 2 năm. Thế lúc bắt đầu mình trồng là giá thể là cái gì hả anh? Giá thể thì ban đầu trồng rất nhiều loại giá thể khác nhau. Dạ. Có khi là cái xỉ than này. Vâng. Rồi sơ dừa này. Dạ. Rồi vỏ cây, vỏ cây nhãn, vỏ cây vũ sữa. Tuy vâng. nhiên thì qua quá trình trồng vào chậu thì thấy rằng là trồng với quả thông và đá bọt thì nó và trên là phủ lớp rêu chi lê. À. Thì thấy rằng nó tốt hơn. Nghĩa là ở trong này bây giờ là anh rút ra được một cái kinh nghiệm trong quá trình anh trồng rất là nhiều lan. Đấy là cứ trộn vỏ thông với lại đá bọt. Đó, mình xử lý sạch đi, rửa sạch. Sau đó cho vào trong chậu. Rồi mình lấy cái, hình như anh lấy một cái cây tre, anh cắm xuống, anh cột này lên đúng không ạ? Tại em thấy có vết cột đây này. Rồi để đứng lên, sau đó thì nó mọc dài, nó nặng nên nó tự ngả xuống. Nhưng mà theo kinh nghiệm cá nhân của em thì em thấy là cây á, thứ nhất là gốc phải to này, thứ hai là phải nhiều rễ, thứ ba là phải đủ nắng thì nó mới không bị gập. Chứ cái này mà thiếu nắng là bị gập nghe, nó không đủ độ dẻo, chắc chắn là gập. Ở đây anh có bón thêm phân dê ở bên trên này đúng không? Dạ. Có cái chậu nào mà không bón phân dê mà nó vẫn tốt như này không anh? Chậu tự nhiên. Cây có vẻ cứng cáp nhỉ. Là tất cả ở trong này mình đều bón phân dê hết ạ. À, cũng có chậu bón, có chậu không để mình xem. Cái này ra hoa lần nào chưa anh? Có ra hoa một lần năm ngoái rồi cũng không chụp mặt bông. Dạ. Không chụp mặt bông cho nên không nhớ rõ. Em thấy cái tác phẩm này của anh trồng rất là đạt. Cây nó cũng mạnh mẽ thật đấy. Đây anh ơi, anh nâng cái này lên một tí được không? Cái này. Cái đó nếu mà mình bây giờ mình nâng thẳng lên, mình bẻ thẳng lên nó có gãy không anh? Gặp không ạ? Không gãy được thì cái dòng này nó rất là cứng và khỏe. Dạ. Bây giờ tôi lại nhờ anh Toàn lấy một cái tác phẩm khác xuống để chia sẻ với các bạn về cái hình thái của cây cũng như là về cái kỹ thuật trồng và chăm sóc cái cây. Đó, những cái cây này. Ồ, cây này mập quá. Anh ơi anh, cây này cây gì mà nó bự thế này anh? Đây này. À, DH77. DH77 ạ. Cây này thì cũng một người bạn ở trong Lâm Đồng để lại cho. Cây này kinh khủng quá. Phi cái này nó phải phi 27 ấy. Khi đưa về là cũng hơn 25 rồi. Dạ. Qua quá trình chăm sóc thì cũng đã phát triển hơn. Cái chậu ở bên trong kia là nó bị héo kìa anh kìa. Em nghĩ là nó thiếu nước rồi. Con này con chậm dạ. Dạ. Thân thủ quá ghê gớm luôn. Quá khủng. Để tôi xem nào, có tác phẩm nào tôi nhờ anh Toàn mang xuống để chia sẻ đến các bạn nhé. Có cái cây nào ở vùng khác trong tỉnh Thanh Hóa mà huyện khác cái cây vừa nãy không anh? Dạ. Cái đấy là Mường Lát ạ. Wow, 2 này, 4 này, 6, 8, 10 cộng các bạn ạ. Anh chờ em chút để em giữ cho. Rồi, nặng quá nhỉ. Wow. Ở đây là một khóm anh nhỉ. À, thưa quý vị và các bạn, cái này là khóm rất bé rồi. Đây, đây. Phát triển này. Cái này là năm nay 1 tuổi này. Cái có lá là 1 tuổi này. Ví dụ như cái bạn này là bạn 2 tuổi này. Bạn 2 tuổi này đẻ ra được 2 cái này. Đây 3 tuổi này. 4 tuổi này. 5 tuổi. Như vậy là cái bụi này ít nhất là mình có thể nhìn thấy được 5 thế hệ ở trên một cái bụi. Nó chỉ có một bụi thôi. Trồng ở trong một cái chậu đất với vỏ thông. Có một ít sơ dừa. Rồi bón ở bên trên này là phân trì, phân tan chậm.
và phân dê. Đấy. Ngoài ra thì cái chế độ chăm sóc ở đây thì như hôm trước anh Toàn có chia sẻ là dùng cả nước vo gạo. Xanh lắm. Dạ. Xanh và cây mà mọi người nói là bông cánh bầu. Dạ. Mình cũng không để ý mặt bông lắm. Dạ, chưa anh chưa xem mặt bông ạ. Dạ. Cái này như là năm vừa rồi trốn hoa hay sao không này? Có nở hoa rồi ạ. Đây. Đấy. Có nở hoa. Thế là cái nguyên cái cọng này trốn hoa. Cái cọng này nở hoa đấy. Dạ. Là bông cánh bầu. Dạ. Nhưng mà mình cũng không chơi mặt bông cho nên là cũng không để ý. Không hay chữa kỹ từng mặt bông một. Cái này là mấy ngày mình bón nước vo gạo, tưới nước vo gạo một lần vậy anh nhỉ? Khoảng một tuần. Tuần một lần à? Mình pha loãng cho thôi. Để lắng lấy nước trong rồi pha loãng ra. Nghĩa là mình vo gạo xong, sau đó thì mình để cho nó trong xuống. Vậy, để vào những cái xô này. Để vào cái thùng rồi ạ. Rồi buổi trưa thì vo gạo xong thì để vào thùng lắng, buổi chiều lấy. Dạ. Mình pha loãng tỷ lệ bao nhiêu anh? Nó cũng áng chừng chừng thôi, thường dạ. Là 1 trên 10. Dạ vâng, nghĩa là 1 lít nước vo gạo pha với lại 10 lít nước. Rồi mình tưới, tưới đẫm luôn ạ. Tưới đẫm luôn, cả dạ. Mặt trên mặt dưới. Xong rồi hôm sau mình có rửa lại không anh? Hay là rửa luôn? Sáng hôm sau thì rửa lại. Chiều tưới sáng sau rửa lại. Thế anh có thấy có dấu hiệu của sên hay là gì không ạ? Các cái giò phi điệp ở trên cao thì không có sên. Dạ. Chủ yếu là ở cái vực hoa nhài thì có. À thế hả anh? Vườn này thì là sạch, côn trùng không có, đang thử nghiệm các cái bẫy côn trùng, không có dạ. Côn trùng. Dạ vâng, tuyệt vời anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì lại được quay lại đây và lại được gọi là bổ sung thêm một số những cái hình ảnh về kết quả của quá trình chăm sóc mà hôm trước tôi cũng có quay một cái clip chia sẻ đến các bạn. Đặc biệt thì trong buổi hôm nay anh Toàn đã chia sẻ cho tôi cũng như là quý vị và các bạn kỹ hơn, sâu sắc hơn về cái kỹ thuật trồng và chăm sóc những cái cây phi điệp để đạt được thân thủ tốt, cây khỏe, ít bệnh mà lại an toàn với người cũng như là động vật. Ở đây là một cái giòn giàn lan ở trong một cái khuôn viên của một ngôi trường với rất là nhiều con người, cho nên là cái yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đấy thì cái giá trị nghệ thuật và cái độ gần gũi với thiên nhiên rất là tốt. Kính thưa các bạn, những cái chuyến đi như thế này thì đã giúp cho tôi học được thêm rất là nhiều điều. Và cũng có thể là từ một vấn đề mà mình nhìn ở nhiều góc khác nhau, mình sẽ thấy được nó trọn vẹn hơn rất là nhiều. Hy vọng rằng những cái clip của tôi sẽ giúp các bạn, nếu mà có những cái điều kiện mà nó tương tự như thế này, có thể áp dụng cho nhà mình để có được một cái cuộc sống nó vui vẻ, hạnh phúc hơn, cũng như là chơi được an toàn và bền vững hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Kính chúc các bạn sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn.